Vâng, bác về cái vấn đề mà bác tính nói gì nữa không? Về cái vấn đề hình như bác định bàn về cái vụ neo, nghe nói cái vụ neo bây giờ đang bị rất nhiều trở ngại, là nó hầu như là đó, theo tôi nghĩ rằng nó có liên quan tới cái vấn đề mà trục xuất, tại vì nó có rất nhiều cái sự mà gọi là than phiền về cái những người Việt Nam qua đây đó, đa số đi làm nghề neo. Và cái nghề neo là cái nghề mà gọi là lãnh tiền mặt khá nhiều. Đấy. Bác định bàn về cái vấn đề bác ở đây trong bác là nghề neo và người Việt sẽ để lại những dấu ấn sâu sâu đậm trong lịch sử di dân Hoa Kỳ chứ không phải là các loại nặng màu sắc chính trị tín nhiệm. Mời bác. Vâng, thưa cái vừa rồi thì tôi cũng thấy nó có mấy cái phong trào là Nó đi tạo thanh á. không cái phong trào để mà song song cái phong trào là cũng lại cứ đề cao những các cái người Việt Nam thuyền nhân tiền nhất đấy ở cho vâng Vâng, dạ. coi như rằng thì là họ đóng góp nhiều cho cái xứ sở này. Dạ. Đúng, cái người Việt Nam ta thì nó thông minh lắm. Thế nhưng mà nếu cứ trên cái cơ sở mà tôi gọi nó là bắt đền lịch sử đó, mà cái bọn Little Sài Gòn rồi bây giờ cái gọi là cái quỹ gì ấy nhỉ, quỹ thuyền nhân nên là quỹ gì của ông Phơ Đông gì đó, thì bây giờ nó mới cứ tổ chức mấy năm lại đi thăm những cái đảo Ga Lăng, những cái nơi mà người Việt chết mới lại gì Dạ đó, vâng. bị hãm hiếp rồi bị gì đó, Dạ. thì tôi thấy rằng thì là cái hồi đó đó nhiều người bỏ đi để mà tìm một cái vùng kinh tế mới, để mà tìm một cái nơi sống an nhàn hơn, có nó giản dị có thế thôi chứ làm gì mà có đứa nào mà bảo đi tìm tự do đâu. Mà nó là lúc nào nó cũng nói nó là cái người chính diện nghĩa, chúng ta không ở được với cộng sản, cộng sản nó tàn ác, cộng sản nó trả thù, mà tôi chả thấy cộng sản nó trả thù gì cả. Tôi thấy ông Đinh Quang Anh Thái đây, một cái người mà chống cộng này, nó nói về cái anh Ba Phận ở trong trại đó, tôi thấy rằng thì là rồi những người chết ở trong trại đó, tôi thấy được qua Mỹ chết nhiều hơn qua Mỹ nhiều bệnh hơn là ở trong trại Đúng rồi. và rồi thì tôi mấy anh bạn tôi ở tù đó thì anh ấy nói rằng thì là đi lao động đó, anh nói thì là thực tình là đi lao động là một ân huệ, chứ Đúng. nếu Đấy. mà nó nhốt mình ở chỗ này chỗ kia đó, mình ra còn khoảng khoái, và lúc bấy giờ ăn đói như vậy mà nó thì cũng ăn đói nữa, mà mình mới thấy rằng thì là cái tiềm tiềm lực ở trong mỗi con người chúng ta, chúng ta đã chưa dùng hết cái tiềm lực ấy, đến nỗi mà chúng ta chính nhờ những các cái lao động cải tạo đó, nhờ những các cái lao động đó mà chúng ta sống còn, và Vâng. chúng ta mới hiểu đời, chúng ta mới hiểu cái bộ mặt bên kia. Chứ còn bây giờ suốt ngày nó cứ bịa chuyện ra là thằng cộng sản trả thù, thằng cộng sản hành hạ cái bà Hạnh Nhân này, không ạ, trung tá này, rồi thì là cái nhóm mà gọi là cái nhóm mà tình báo là cái gì đó, Đơn vị 101 không tình báo mà nó là cũng phủ đặc có ủy, phủ đặc ủy trung ương tình tình báo báo nó có Thiên Nga mới là gì Thiên đó. Nga, ok, đoàn 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 Thiên Nga của cảnh sát quốc Nó có đứa nào chết đâu, gia. những cái tội tày trời như vậy mà có đứa nào chết đâu. Thật sự, cộng sản họ không có ấy, mà thật cái mà được đi lao động ấy, rất là vui. Là tại sao? Nhờ nó đi ra ngoài Bắc. Tôi có nghe một kể chuyện, một lúc đầu đó thì mình còn kiêng ăn cái này kiêng ăn cái kia. Sau này đó thì một hỏi một anh bác sĩ, con này ăn được không, con kia ăn được không, ông ấy bảo rằng con này bất cứ con gì nó nhúc nhích được là ăn được.
Tại vì mình ăn có cái chất protein này, bắt cào cào này, bắt châu chấu này, bắt dế này, đi ra ngoài đi lao động là bắt rắn này, rất là thịt rắn. Hồi xưa mà chúng tôi không đi lao động, đi lính không mà cũng bắt rắn ăn, là nấu một cái nồi cháo ăn tối ngon lành đấy. Rồi bắt cả cóc này kia, mà những cái con vật mà gọi là mình sợ ấy, rắn là một, là mật rắn vứt đi, cóc, mật cóc vứt đi là ăn là an toàn đấy. Thế rồi, nhưng mà bác nói đúng. Và nếu mà người cộng sản họ trả thù đấy thì tại sao mà mình được quá đấy, mà tại sao mình không bị cái là đi trong cái ví dụ như là cho nó đi cải tạo xong rồi chôn mìn này kia đó, xong rồi đi ra ngoài đập mìn vậy, bảo ồ nó lỡ đập mìn nó chết này kia, không có, không có chuyện đó. Mà trong khi đó đi ra các nơi mà gọi là cái trại định cư của Mã Lai mới là Thái Lan mới này kia đi làm lễ, thì lúc đó ở bên Mã Lai họ phá đi, tại vì cái đất nó để trông, người ta cần phải phá nó ngay ra nó bờ biển, người ta để phát triển đất nước, người ta bảo là Việt Cộng nó cho người để nó phá mấy cái bia đó. Thì giờ đâu mà người ta đi qua bên đó người ta phá mấy cái bia truyền nhân để làm cái gì? Thì người ta đã cho đi rồi, chứ bây giờ người ta đi là phá để làm cái gì? Mà những người này chết thì cái bọn Vũ Quang Linh nó làm hay lắm. Nó tới một cái đảo, tới một cái đảo thì mình đã biết rằng thì là cái lối mà trên một cái nấm mộ đó, thì người ta thường hay làm một cái bê tông rỗng, đúng rồi, để úp lên trên cái nấm đất, để rồi để tên, để tuổi, rồi có hình ấy, vân vân. Thế thì Vũ Quang Ninh nó cũng tổ chức một cái chuyện đó tới đảo, và thay vì để cái hình, cái chỗ để hình đó, thì mặt trước là nó để hình gì đó, mặt sau là nó tố cáo rằng cái nơi này là những nơi tội ác, cho nên những thuyền nhân đã phải bỏ đất nước ra đi vì cộng sản đó. Cho nên cái chính quyền ở địa phương nó mới bắt đục cái đó. Nó bắt đục cái đó là chúng mày tới đây mày khiêu khích, đây là một cái nước, chúng mày tới đây để mày thăm thì được, đúng rồi, chứ tới đây để mà mày mang cái quả mìn này vào mày khiêu khích, mà đây là chúng ta giao dịch với nhà nước Việt Nam, chứ tao đâu có để cho thằng Vũ Quang Linh mà làm láo như thế này. Mà không những như vậy, lại còn lại đổi tại cho là Việt Cộng đưa người qua bên để phá, để đục phá cái, ban đêm ra ngoài đục phá cái đó đấy. Bác thấy không, cái những cái trò mèo, những cái mà mình chống cộng mà mình làm những cái mà cái hành động gọi là xấu xa bị ổi như vậy, thì làm sao mà thuyết phục được người ta được. Thế cho nên 30 năm nay nó làm nó thua hoài à. Anh ra nó nhại một cái câu của Việt Cộng, nó nói là đánh nhỏ thua nhỏ, đánh lớn thua lớn, càng đánh càng thua, thế thôi. Đánh đâu thua đó.